Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel First Date. Thì đây là video có lẽ là đầu tiên của First Date làm về cái chủ đề phối đồ luôn. Và trước giờ thì các bạn, mình thấy là các bạn hỏi mình về cái chủ đề này cũng nhiều. Nhưng mà bây giờ thì mình mới có thời gian để set up và quay cho mọi người. Thì như các bạn nhìn thấy tiêu đề đó trong video ngày hôm nay, thì Ngà sẽ chia sẻ các pics đồ lúc mà đi hẹn hò dành cho những cô nàng vừa bánh bèo mà vừa lười. Thật ra thì bình thường là không có bánh bèo lắm, bình thường là vẫn hay mặc t-shirt được các kiểu như thế này. Tuy nhiên là lúc mà đi hẹn hò thì gặp kiểu thanh niên cực kỳ lạ lướt. Nhưng mà chẳng ai thích gặp cả, đồ đáng ghét. Tại sao vậy nhờ? Trời ơi, thôi mình sẽ thay vào cái vấn đề FA của Gà. Thay vào cái vấn đề gọi là khổ trong tình của Gà trong một cái video khác đi thôi, có thể là trong một video khác. Còn trong video ngày hôm nay thì Gà sẽ đặc biệt mix match với mọi người với hai item. Đây thì bên này là một cái chân váy màu đen và bên này là một cái chân váy màu trắng. Chân váy màu đen thì là một cái chân váy màu đen xếp ly, còn chân váy màu trắng thì là một cái chân váy nó hơi xòe ra, tuy nhiên là nó thuộc dạng suông nhiều hơn. Thì hai chân váy này đều có quần ở trong hết. Thì đặc biệt là mỗi lần mình mặc chân váy thì là luôn chọn những cái chân váy mà có quần ở trong để mình đỡ mất công phải đi mua thêm một cái quần để mặc ở trong á. Nghe nó có vẻ rất là hợp lý đúng không? Thì nó tiện cho mình hơn. Thì mình cảm thấy là đi hẹn hò mà thì phải mặc váy chứ, nhưng mà mình không có muốn quá bánh bèo thì mình sẽ mặc chân váy ở trên, mình sẽ mix một cái gì đó nhìn nó hay, nhìn nó cool thì nó sẽ cool thôi. Thì đây là hai item mà Gà sẽ mix match trong video ngày hôm nay. Không nói nhiều nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu video ngày hôm nay luôn nha. Bye bye. Thì mình hãy bắt đầu với chân váy xếp ly màu đen trước đi ha. Thì đầu tiên để kết hợp với chân váy màu đen này thì mình sẽ chọn một chiếc áo màu trắng. Thì mình cảm thấy cái combo đen và trắng là cái combo trước giờ mà nó rất là phổ thông rồi, rất là classic và cơ bản luôn. Nên nếu các bạn có một cái chân váy màu đen thì các bạn đừng ngại vớ hay một chiếc áo màu trắng, thì nó sẽ không lệch đi đâu được hết trơn. Thì ở đây mình chọn một cái áo màu trắng nhưng mà nó sẽ không đơn giản quá. Nó sẽ có cái phần tay như các bạn thấy là khá là cách điệu, và nó sẽ tạo cho mình một cảm giác rất là bồng bềnh, đồng thời thì khá là nữ tính. Và nó sẽ mang lại một cái vẻ ngoài tương đối là lịch sự và đàng hoàng đúng không? Ngoài ra đi kèm với lại là cái bộ đồ này thì mình sẽ có chọn một cái túi đeo chéo nhỏ nhỏ màu đen. Thì mình cảm thấy là cái combo này rõ ràng là không lịch đi đâu được. Trắng đen trắng, không phải là trắng đen trắng mà là đen trắng đen đó. Ok, rồi sang tới bộ thứ hai thì mình sẽ giữ nguyên hai item là chiếc váy xếp ly màu đen kèm với lại là cái chiếc túi lúc nãy luôn. Mình chỉ thay đổi cái phần top là cái phần áo ở trên thôi. Một cái áo len nó khá là mỏng, tuy nhiên thì nó có vẻ là cũng dày dặn hơn so với lại là cái áo trắng lúc nãy. Thì cái áo len này nó cũng sẽ có một cái đặc điểm là như các bạn có thể thấy là tay khá là phồng ra, và ngoài ra thì cái phần lưng ở đằng sau cũng có đan dây khá là cách điệu đúng không? Thì cái combo này nó vẫn sẽ mang cái cảm giác là lịch sự, nhẹ nhàng, đàng hoàng. Tuy nhiên thì nó sẽ có phần kín đáo hơn, rồi một phần nào đó thì nó cũng mang vẻ trưởng thành hơn nữa. Tại vì cái màu nút này nè, khi mà người ta nhìn vào mình thì người ta sẽ có cảm giác là mình đang đầm lại một tẹo rồi xong có cái gì đó nó elegant hơn một tẹo. Các bạn có thấy giống Gà không? Rồi cái combo tiếp theo thì sẽ cực kỳ phù hợp cho các bạn nữ sinh đây. Như các bạn có thể thấy thì mình đã đổi cái túi nhỏ nhỏ lúc nãy, cái túi đeo chéo nhỏ nhỏ lúc nãy thành một cái ba lô tương đối là bự. Thì cái này sẽ rất phù hợp với bạn nào mà có cái hoàn cảnh như mình hồi xưa. Mình hay đi hẹn hò sau khi mình vừa mới học thêm ra, hoặc là mình sẽ đi hẹn hò sau đó mình sẽ đi học thêm. Thì đó, cái ba lô này sẽ đủ để các bạn đựng vừa sách vở luôn. Đó, thì nó vừa giữ ấm, nó vừa kín đáo. Mà trong trường hợp này thì như thường lệ, khi mà mình kết hợp với những món đồ item màu đen như vậy thì mình sẽ sử dụng ở trên là một cái phần top màu trắng. Thì một cái sweater màu trắng như vậy vừa nhìn nó vừa clean, và nó vừa tạo một cái cảm giác là ok, bạn này là kiểu học sinh chăm ngoan và tạo một cái nét gì đó rất là hiền đúng không? Ok, sang tới combo thứ tư thì có vẻ là nó sẽ pha cách rất nhiều so với lại là ba bộ đồ lúc nãy đây. Thì phần top ở trên thì ở trong mình kết hợp với một chiếc áo hai dây ngắn tay và có chất liệu hơi lụa một tí để có cảm giác là nó khá là mềm mại. Còn ở ngoài thì mình khoác một chiếc áo sơ mi có phần tay phồng một tí để có thể cho là đó là điểm nhấn. Thì các bạn có thể thấy từ đầu đến giờ thì mình sử dụng tay phồng hơi nhiều, thì đây là cái sở thích cá nhân của mình thôi, tại mình rất là thích tay phồng. Thì mình cảm thấy là cái phần nút của cái áo sơ mi này thì nó kết hợp khá là tốt với lại là cái phần màu đen ở bên trong, và tạo ra một cái tổng thể nhìn nó vừa năng động mà nó lại vừa có cảm giác là nó khá là tinh tế với lại nhẹ nhàng á.
Ở bên ngoài thì mình sẽ kết hợp với lại một cái top bag màu kem nude cùng màu với lại là cái áo luôn. Tại vì mình có cảm giác là mình không biết được, mình cảm thấy là lúc mà khoác một cái tote như vậy thì nhìn nó so với tổng thể thì nó sẽ hợp hơn là mình sử dụng những cái túi đeo chéo nhỏ hay là sử dụng kèm với ba lô. Rồi bây giờ sang tiếp với chân lê váy màu trắng ha. Thì với cái chân váy màu trắng này thì nhìn không thì nó cũng đã tạo cảm giác hơi lịch sự rồi. Nên bộ đầu tiên mình sẽ phối luôn theo cái kiểu lịch sự, đàng hoàng, đứng đắn, trưởng thành. Thì ở trong mình sẽ kết hợp với lại là một cái áo thun. Cái áo thun này thì nó là một cái màu nude rất là bình thường. Và mình cảm thấy là với những cái màu nude nhiều thì nó sẽ rất là tôn da và tạo cái cảm giác là nó không bị clean quá như màu trắng, nhưng mà nó cũng không bị gọi là dust quá giống như là mấy cái màu trầm hơn đó. Thì mình cảm thấy cái màu nude này rất là dễ mặc đó. Thì ở bên ngoài mình sẽ phối hợp với một cái blazer màu xanh, thì để giảm cái độ lịch sự của bộ đồ xuống. Tại vì bản thân mình cảm thấy là cái chân váy đã quá lịch sự rồi, thì cái blazer này thay vì một cái màu trang nhã như là màu nude, màu nâu hay màu đỏ, thì mình sẽ quyết định là mình sẽ sử dụng màu xanh. Thì nó sẽ có cảm giác là nó tươi tắn hơn và nó năng động hơn một xíu. Ngoài ra thì mình sẽ kết hợp chung với cái tote bag kem lúc nãy. Thì mình cảm thấy cái tote bag kem này thật sự rất là tiện luôn, tại vì nó có thể đi với hầu như tất cả các thể loại màu sắc luôn. Thì các bạn có thể thấy là tote bag kem này nó đi lên một cách rất là hài hòa và nó hoàn toàn không hề bị chối, đúng không? Ok, mình cảm thấy với bộ đồ tiếp theo thì mình đã đẩy cái sự trang nhã lên tột điểm khi mà kèm với lại là một cái chân váy mà nó có cảm giác là nó đã mang tính khá là nghiêm trọng lịch sự như vậy rồi, mà mình còn chơi theo ở trên là một cái phần top nó còn nghiêm trọng lịch sự hơn. Thì ở đây mình chọn một cái áo len có phần thân á, thì nó khá là bo vào người và nó có những họa tiết hoa văn rất là đẹp để làm điểm nhấn. Còn bên cạnh đó thì cái phần tay của nó, trời ơi, chết rồi, mình quá ghiền tay phồng rồi. Thì cái tay của nó rất là phồng ra, nó phồng mà nó còn kiểu mỏng mỏng lả lướt nữa. Thì mình cảm thấy là cái combo đồ này thì nó đó, nó như mình nói rồi, thì nó khá là trang nhã và lịch sự. Ngoài ra thì mình cảm thấy cái màu nâu mà nó hơi đất đất này nè thì nó sẽ tôn da của chúng ta, và đồng thời thì nó sẽ đi rất là well với cái màu trắng của cái váy. Và đồng thời thì mình sẽ có cầm theo một cái clutch. Cái này thì cũng không gạt hẳn gọi là một cái clutch, nhưng mà cái túi này thường thường là cái túi mà để gà đựng đồ trang điểm đó. Nhưng mà gà thấy thì lúc mà cầm riêng thì nhìn nó cũng không tới mức gọi là chối lắm. Nên ở trong đó mình có thể bỏ, ví dụ như là có thể bỏ ví tiền loại nhỏ nhỏ nè, có thể bỏ thêm một vài thỏi son, và đồng thời thì có thể bỏ thêm cái điện thoại của gà nữa. Thì gà thấy là mặc dù cái túi này, cái sức chứa của nhìn nó có vẻ nhỏ, tuy nhiên là cái sức chứa của nó thì rất là lớn. Nên thì đó, thì cái combo này thì nhìn nó khá là đàng hoàng, đúng không? Rồi tiếp theo, đây chính là bộ đồ cuối cùng mà gà mix trong ngày hôm nay rồi đó. Thì như lúc nãy cũng là một cái áo màu hồng, tuy nhiên đó là chất liệu len và có vẻ nó khá là bánh bèo và nghiêm trọng. Thì sang bộ đồ lần này thì mình quyết định là kết hợp cái chân váy trắng này với một cái áo sơ mi cũng cái màu hồng đó thôi, nhưng cũng là cái màu hồng. Thì gà quyết định là sang bộ đồ này thì gà sẽ kết hợp cái chân váy trắng với một cái áo sơ mi cũng là cái tông hồng đất như vậy, để có vẻ là tôn da của mình một chút xíu. Tuy nhiên là cái sơ mi này thì nó có vẻ là nó chất liệu của nó cứng cáp hơn, và ngoài ra thì nó sẽ tạo cảm giác là năng động hơn khi mà người khác nhìn vào. Và đặc biệt thì gà đã mang cái túi nhỏ nhỏ xuất hiện ở đầu video trở lại, thì gà cảm thấy là cái túi này bây giờ thì nó rất là thích hợp với bộ đồ này luôn, tạo cảm giác là đây là một cô gái có vẻ năng động, tuy nhiên là cũng nhẹ nhàng và nhỏ nhắn. Bởi vì cái gì nó cũng nhỏ nhắn hết, nhưng mình cảm thấy là cảm giác cô gái này sẽ rất là nhỏ nhắn, nhẹ nhàng, có phần năng động, nhưng mà cũng rất là dễ để các anh có thể bay vào và che chở. Không biết các anh nghĩ vậy không ta? Đấy, video mix match của gà thì nó chỉ có như vậy thôi. Thì những cái bộ đồ này nè thì nó sẽ mang cái tính là nó sẽ không quá kiểu có kiểu luxury, nó rất là bình thường. Thì những cái bộ đồ này gà hướng tới cái mục tiêu là mọi người đều có thể gọi là affordable, có thể mua được, thì mọi người đều có thể gọi là mix match được, và nó có thể gọi là phù hợp với rất là nhiều loại shape người khác nhau. Thì hy vọng là mọi người thích video này, tại vì đây là video đầu tiên gà làm về mix đồ nên gà cảm thấy là hơi run một chút xíu. Thì các bạn có biết động lực để mình làm cái video này gì không? Thứ nhất là bởi vì các bạn có request mình rất là nhiều, kể cả trong Facebook, kể cả trong Instagram. Ngoài ra thì tất cả các sản phẩm trong video ngày hôm nay các bạn đều có thể tìm thấy ở Johnny John, không nên mình không được là Johnny, mình sẽ làm John, nghe cho nó phát luôn. Thì đó là cái shop của gà và bạn gà đã cùng nhau start. Thì tất cả các sản phẩm trong video ngày hôm nay các bạn đều có thể tìm thấy ở John hết.
thì mức giá cũng rất là vừa phải thôi. Các bạn có thể click vào trang Facebook hoặc là các bạn click vào trang Instagram của John, các bạn có thể follow xong rồi mình like, hit like sau đấy để mình có thể purchase. Nếu mà các bạn thích thì hãy ủng hộ gà nha. Thì đây là một review đang tính tự bản thân các bạn không? Yeah. Không có nhiều nữa thì sẽ end video ở đây. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.